chắc em nghi nó thấy mập quá rồi cái nó sợ á, cái đó uống thuốc giảm cân nó giấu, cái nó bị đột quỵ, đột quỵ quỵ mất luôn. Chào em. Dạ chào. Em từ đâu đến nhỉ? Dạ bác sĩ em từ Kiên Giang, Rạch Giá Kiên Giang. Vì sao em lại biết mà tìm đến với thầy? Dạ em xem TV báo đài rồi đó, thầy cũng nổi tiếng mình cũng biết. Thế em bị béo phì là từ lâu chưa? Dạ lâu rồi, lúc sanh bé thứ nhất là em đã lên 10kg rồi. Xong tới sanh bé sau lên hoài luôn. Thế bây giờ thì em bao nhiêu ký? Dạ bây giờ em 86kg. Dạ dạ. Em đã áp dụng các cái phương pháp giảm cân nào chưa? Nhiều lắm. Uống thuốc giảm cân. Rồi em có đi bệnh viện Chợ Rẫy á, lấy mỡ bụng, căng da bụng luôn. Xong rồi em nhiều lắm rồi, tập thể dục nói chung nhiều lắm rồi. Không biết sao luôn. Có kỳ đó có đi một người bác sĩ kia bên dinh dưỡng tư vấn cho mình ăn uống, ăn 3 tháng trời rau, không ăn rau một ngày 100g rau, sáng nắng 100g rau, ăn với cá hoặc là tôm thôi nha, chứ đặc biệt không ăn thịt, không ăn gì, là trong đó là không có riêng dầu mỡ gì, nấu lạc gì đó. Ăn 3 tháng thì cũng xuống có 10kg gì đó, nhưng mà cũng lên lại nữa à. Là sau khi nó xuống được 10kg xong chục ký à, lúc đó em cũng ốm lại là... Thì trong quá trình ăn kiêng thế thì em thấy cái cảm giác cơ thể mình như thế nào? Thì giống như là em thấy cũng khỏe, nhưng nói chung là chỉ tư vấn bác sĩ đó tư vấn ăn. Ăn xong mà cái nó cũng có thuốc là vitamin cho mình uống là mình khỏi bị say sẩm á. Nhưng mà mình phải gắt gao lắm, không được đi đám tiệc, không được gì hết luôn á. Xong em cũng xuống được chục mấy ký, thấy cũng đẹp đẹp thôi, sao lên thời gian ăn kiêng thế không? Em có thấy bị đói không? Mấy ngày đầu không, 5-7 ngày đầu đói nha. Cái ăn với mình quen mà ăn hoài được luôn, nhưng mà ăn vậy hoài đó. Thế thì em uống thuốc giảm cân được bao nhiêu lâu rồi? lâu cái em uống chừng 2-3 tháng cái nó tụt xuống 5-7kg, cái em nghỉ, em đâu có dám uống nhiều. Tại em biết là cái tác dụng thuốc giảm cân nó cũng nguy hiểm lắm, nhưng mà tại vì mình không còn tiền phương pháp nào, giống như mình mập quá mình bị hụt hẳn quá, em đi ra đường. Thầy bác sĩ biết được này sao, mấy đứa bạn em nó thua em lắm luôn, em có mấy đứa bạn thân nó dám cá em, một đứa vậy nè, khoảng 4 đứa, mày mà ốm xuống tao cho mày 20 triệu mỗi đứa, 80 triệu chứ. Mẹ em về em giấu em lấy 80 triệu. Cho thiệt luôn, tại với mấy bạn em nó cũng khát khá mà mà thấy cũng tốn rất là nhiều tiền cho thuốc giảm cân đúng không? Thôi đi khỏi, nhưng mà cũng không có hiệu quả gì. Dạ nó dám cá luôn á, mới mấy ngày nay nó cá luôn. Nó bà của nó bà biết gì nào mà ốm, nó nói xấu hổ. Đi ra đường nó sĩ nha, mỗi lần mà đám tiệc ha, nguyên cái vườn em nó sắp đầm dài rồi, nên là không cái nào em dưới mặc vô xong quăng ra, mặc xong quăng ra. Thế là em đã từng phẫu thuật lấy mỡ bụng ở bệnh viện Chợ Rẫy. Mỡ bụng rồi. Nhưng em thấy em lúc thấy cái phẫu thuật như thế nào? Lúc đó cũng phẫu thuật lấy ra cũng ốm nha, chứ không phải ốm từ mấy năm sau nó bị lại mập nào em không hay luôn. Bụng nó có chảy to ra không? Giờ nó ngay cho nên nó cứng rồi. Không biết. Nhiều quá, còn giờ em hết cách rồi. Tìm mà từ trong Nam mà tìm ra Bắc. Bác sĩ thấy là cũng... Do cái tình trạng béo phì này thì em còn thấy mình có các cái bệnh tật gì khác không? Ví dụ như là đau khớp, huyết áp cao, tiểu đường, rồi... Không, nói chung bây giờ sức khỏe em thì em thấy em cũng bình thường, tại vì mình mập lên từ ngày với mình mang đó giờ rồi. Nói chung em cũng ở nhà, em cũng đi đứng, em lao động công việc nhà rồi, thì hiện giờ em thấy bình thường. Nhưng mà em cũng có xem, em coi tin tức và mình tìm hiểu thêm á. Nếu mà tình trạng mình để về hoài á, sau này em sẽ bệnh. Bệnh nhiều, mình càng lớn tuổi mình càng bệnh á. Với gia đình em nó có cái truyền thống bị huyết áp đó. Em có một em 27 tuổi mất vì huyết áp, mập quá. Em trai em là bao nhiêu cân? Thì đó nó 100 mấy lần đó, mà em không... Hơn 100 cân. Em mà không bạn ấy biết. Mất năm bao nhiêu tuổi? 27 tuổi, nay cũng 6-7 năm rồi đó. Mất sớm quá. Trời ơi, em phải biết phương pháp này sớm, cho làm sớm, đâu đến đổi. Chắc em nghi nó thấy mập quá rồi, cái nó sợ á. Cái đó uống thuốc giảm cân nó giấu. Cái nó bị đột quỵ. Đột quỵ. Quỵ mất luôn. Mà bây giờ mong muốn được mặc những cái đầu mà mình thích đi tung tăng.
Toàn mua đầm người bích sai mua đầm là em phải đặt đầm Hồng Kông luôn không đó, chứ ở đây không có mặc được đâu. Trong cái cuộc sống hàng ngày, trong công việc của em, khi mà em mang một cái cơ thể mà nó thừa cân béo phì như vậy, em có thấy nó khó chịu, nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của em khi tiếp xúc với mọi người không? Có chứ, khó chịu lắm, mà em không còn tự tin ra đường đâu. Với nhiều khi á, có nhiều người em chỉ nói chuyện điện thoại thôi chứ em không dám gặp mặt. Em đi làm ăn em chỉ nói chuyện điện thoại, em bàn lên điện thoại, tự yêu cầu gặp mặt em không dám, tại vì em không còn tự tin nữa đâu. Ra mà mình nói chuyện đi nói mập quá đi rồi mình ngồi á sao đây mắc cỡ lắm. À, sau đấy thì tóm lại là em cũng đã đi tìm hết các cách khác khác rồi. Nhiều phương thì bây pháp giờ rồi. Em tìm đến phương pháp này. Dạ. Và em có tin tưởng là mình sẽ có một thân hình khác sau một vài tháng không? Dạ em tin tưởng chứ, tại vì em cũng theo dõi rồi nắm kỹ, em thấy cũng có nhiều người làm á, bác cũng làm cho nhiều người, em tin tưởng mới từ Nam em mới lặn lội ra tới Bắc. Ừ, bệnh nhân thì cũng mọi miền đất nước đến cả. Dạ. Từ Đà Nẵng, từ Huế, dạ, từ Thành phố Hồ Chí Minh. Còn em bây giờ là từ Kiên Giang. Kiên Giang. Thế dạ. Thì thực ra thì cái phương pháp này cũng với thế giới thì họ cũng áp dụng rất là lâu rồi. Thế nhưng mà với Việt Nam mình thì cũng nó cũng là mới. Thế cho nên là cũng còn nhiều người còn e ngại. Nhưng mà thực ra thì nó là phương pháp rất là an toàn. So với những cái phương pháp mà như em nói là uống thuốc giảm cân hoặc là như các phương pháp dân gian như uống giấm vân vân thì phải nói là rất nhiều người áp dụng nhưng mà hết sức nguy hiểm. Thế còn cái việc thay đổi ăn cái chế độ ăn rồi ăn kiêng vân vân thì thông thường bao giờ nó có hiệu quả trong những tháng đầu, nhưng mà rồi sau đó nó cũng bị trở lại, gần như là hầu hết các bệnh nhân bị trở lại. Yeah. Thế thì anh hy vọng là sau cái lần phẫu thuật này thì em có thể đạt được cái cân nặng như em mong muốn. Và đặc biệt là nó sẽ thay đổi cả cái đời sống, thể chất và tinh thần của em. Em sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, tự tin với mọi người. Nhiều khi mình mập quá, đi với ông xã cũng không dám đi, nó cỡ đi luôn. Rủ đi chơi đây kia, em đâu đi, em không đi, em không đi luôn. Em có tham gia một cái hội nhóm nào gồm có những người béo phì thừa cân như của em? Dạ không, tại vì mấy đứa bạn chỉ có mình em mập nhất à. Sau này em sẽ tham gia vào một cái hội. Dạ. Rất đông các bệnh nhân đã từng được anh phẫu thuật. Dạ. Và các bạn thường xuyên đến, tất nhiên ở ngoài Bắc thì các bạn đến dễ hơn. Dạ. Tháng nào các bạn cũng họp sinh hoạt câu lạc bộ một lần. Dạ. Và mời anh đến và cứ mỗi một tháng gặp lại các bạn trong cái niềm vui hạnh phúc của các bạn. Dạ. Thì hội rất là vui. Thế còn em ở xa chẳng hạn thì cũng ít có điều kiện ra. Thì độ 6 tháng em có thể ra một lần để các anh cũng kiểm tra lại sức khỏe cũng như là đánh giá chung và đặc biệt là đánh giá cái kết quả. Dạ, dạ. Nhưng mà anh tin chắc chắn một điều rằng cái việc này sẽ mang lại cho em một cái kết quả hết sức khả quan. Vì thế giới cũng làm rất là nhiều rồi và Việt Nam mình cũng đã bắt đầu từ một vài năm nay và cũng các bệnh nhân về cơ bản cũng rất là hài lòng. Thế nên còn nếu em có bạn bè mà có vấn đề như của em chẳng hạn thì em cũng giới thiệu ra ngoài Bắc. Yeah. Vừa thăm miền Bắc luôn. Yeah. Chúc em là ca mổ sẽ thành công tốt đẹp.